Hôm nay chuyện tư duy hình ảnh cho các bé là câu chuyện bé chăm Bé chăm rất chăm làm nhưng cũng mau chán việc Làm việc này chưa xong em lại bỏ dở để làm việc khác Mới quét xong nửa cái sân em lại lấy sách ra để đọc Bài học thuộc lòng mới thuộc nửa chừng Em lại lấy sách ra để chép Bố em thường khuyên răn em Nhưng bé chăm vẫn chưa sửa được Một hôm Bố dẫn bé chăm đến nhà bác thợ may ở trong làng Để may một bộ quần áo mới Bé chăm thích quá Vì sắp có bộ quần áo đẹp để mặc Tết Một ngày Hai ngày và ngày thứ ba, bé chăm đến lấy quần áo mới. Nhưng bác thợ may chỉ may xong nửa cái áo và nửa cái quần. Bác thợ may bảo chăm "Cứ thế mặc vào xem sao." Bé chăm mặc thử bộ quần áo, làm cho mọi người bo lăn ra cười. Bé Trâm bực tức nói: "Thế bác hãy may xong cái áo cho cháu đã có được không?" bác làm như thế này ra trắng ra cái nào xong hẳn cả bác thợ mày nghiêm trang bảo cháu nói đúng rồi làm việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn mới khỏi phí công vô ích câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi sau câu chuyện cho chúng ta một bài học là khi chúng ta làm công việc gì đó cần phải làm đến nơi đến chốn có trách nhiệm với công việc của mình chúc các bạn luôn học tập tốt nhé cô xin cảm ơn bạn nào chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh của cô nhé cô cảm ơn